Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta cùng đến với phần nhận định thị trường cho phiên ngày mai, ngày 19 tháng 9. Như vậy, ngày hôm nay đóng cửa 18 tháng 9 thì VN Index giảm hơn 15 điểm. Nhưng có một điểm tích cực là cái thanh khoản sau khi trừ đi thỏa thuận chỉ khoảng 17.500 tỷ, tức là áp lực bán xuống thì cũng không phải quá mạnh. Đấy, và điều này cũng khiến cho là có những lúc sâu nhất VN Index về đến khu vực khoảng 1204, 1205 đấy, tức là về tận cái đường 20. Tuy nhiên là vì áp lực bán yếu thì chúng ta thanh khoản so với bình quân 20 phiên thì thấp hơn đấy, thậm chí thấp hơn so với cả cái phiên xanh trước đó. Nên sau đó thì có tín hiệu rút chân đấy, và đóng cửa ở cái mức khoảng giảm hơn 15 điểm, tương đương với cái vùng 12 hoặc 1212. Đấy, tuy nhiên là chúng ta thấy là bây giờ với cái tín hiệu giảm dần, động lượng vẫn đang yếu dần, rồi sức mạnh thị trường chung, sức mạnh VN30 ở trong trạng thái yếu dần, thì tôi nghĩ rằng là kể cả khi cái khu vực đường MA20 tạm thời đang giữ vững, nhưng đây là chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến những cái cú hồi tiếp theo. Tôi đang nhìn thấy ở đây sẽ có một cái ngưỡng cản phía trên khu vực khoảng 1225. Nếu trong trường hợp ngày mai lấy lại được khu vực này, ngày mai hoặc ngày kia lấy lại được khu vực này, thì tôi nghĩ là mới có thể yên tâm, và tốt nhất là chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi cái tín hiệu động lượng theo ngày stop RSI cải thiện, được màu xanh cắt lên được màu cam. Khi đấy chúng ta mới tư duy nhiều hơn ở cái chiều gia tăng tỷ trọng hoặc là kỳ vọng đấy, đối với cả thị trường đi lên tiếp. Còn nếu mà thị trường như thế này thì chúng ta nên chuẩn bị một kịch bản đấy, hạ bớt tỷ trọng và chuẩn bị kịch bản có thể VN Index sẽ lùi đấy. Và tôi nghĩ là chúng ta cầm tiền là cơ hội lớn nếu VN Index lùi tiếp đấy, bởi vì là trong cái xu hướng trung hạn thì tôi nghĩ với đường MA20 nằm trên đường MA100 và hướng MA100 đang hướng lên trên như này, thì khi về gần cái đường MA100 thì tôi nghĩ đây là cái cơ hội để chúng ta giải ngân mua vào đấy, thì hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái hành động đúng đắn trong giai đoạn này. Chứ nhiều khi là giao dịch trên thị trường mà chúng ta chỉ cần kẹt vị thế lớn hoặc là một cái tỷ trọng lớn thôi mà chúng ta tính toán sai, sau đó cũng được điều chỉnh khoảng 10-15% thôi, thì rõ ràng là về sau để mà chúng ta lấy lại được cái chúng ta gọi lên mặt đất thì cũng rất là khó. Có những cái yếu tố ngoài những yếu tố chúng ta nhìn thấy tích cực, tức là áp lực bán xuống chưa quá mạnh, như chúng ta thấy là nhà đầu tư nước ngoài trong 10 phiên trở lại đây họ bán ròng khá mạnh đấy, và kể cả phiên ngày hôm nay cũng bán ròng lên gần 500 tỷ. Thế thì với trạng thái như thế này trên thị trường cơ sở thì tôi nghĩ là chúng ta đưa cái tỷ trọng về khoảng 30% thôi, và những cái cổ phiếu nào còn giữ được đường MA5 và giữ được đường MA20 thì chúng ta mới giữ. Chứ còn nếu mà đường nào cổ phiếu nào mà gãy, đặc biệt là gãy cái đường MA20 mạnh dạn cơ cấu đấy, cầm tiền đấy, thì tôi nghĩ là như vậy. Còn nếu mà chúng ta muốn tham gia vào cái giai đoạn khó khăn này, tức là giai đoạn mà chúng ta gọi là đánh ngược thị trường ở những cái phân khúc khó, thì chúng ta lưu ý tỷ trọng tham gia tối đa là 30%, tốt nhất là khoảng 20% thôi đấy, và tập trung tí nữa chúng ta xem là còn cái cơ hội nào đấy, có thể đánh ngược được thị trường không. Nhưng tất nhiên tôi nghĩ là trong một cái bối cảnh thị trường này nó sẽ ít chứ không phải đơn giản. Đối với cả chỉ số VN30 F1M thì cùng với thị trường chung ngày hôm nay chúng ta thấy là cũng tụt tiếp và cũng chỉ rút chân khi về đến đường MA20 đấy, rồi rút chân lên nhưng đóng cửa thì vẫn nằm dưới đường MA5 đấy, chứ cũng không lên, chưa rút chân ở lên trên đường MA5. Và chúng ta nhìn theo khung đồ thị 15 phút thì bây giờ sau khi về đến cái khu vực này thì đang có cái tín hiệu khóa đáy thì hồi lên, nếu mà có tín hiệu hồi lên đấy, thì nó sẽ lên, tôi nghĩ là trước mắt cũng rất là khó vượt được cái đường MA100 theo khung đồ thị 15 phút, giờ nó ở vùng khoảng 1236 đấy. Tuy nhiên là để mà tư duy tận dụng cái nhịp nếu ngày mai có tín hiệu long, tức là xác nhận cắt lên đường MA20 và đường MA5 cắt lên 70 thì chưa chắc tôi nghĩ là nên tận dụng cái nhịp hồi này đấy, bởi vì khi quan sát cái sức mạnh của VN30 thì tôi nghĩ là bắt đầu chuyển sang trạng thái yếu dần đấy, và khi mà chuyển sang trạng thái yếu dần như vậy thì kể cả khi mà xác nhận cắt lên đường MA20 theo khung đồ thị 15 phút và đường MA5 cắt lên 70 nhưng sợ là không hồi được quá mạnh đấy, chưa chắc đã lên được cái đường MA100, và cái đường MA100 theo khung đồ thị 15 phút là bắt đầu đang dốc dần xuống đấy, thì có thể rất đến ngày mai nó sẽ lùi dần đấy, có thể nó chỉ còn bây giờ nó là 1236 nhưng có thể sang đến trưa mai nó chỉ còn khoảng 1223, 31, 1232 thôi đấy, và đến mà để chờ xác nhận
đường MA5 cắt lên đường MA20, được giá cắt cả đường MA5 và MA20, có thể lúc đấy phải chờ xác nhận đến cái vùng giá khoảng 1226 đấy. Như vậy là cái dư địa nó sẽ càng ngày càng ít. Thế thì trong cái bối cảnh như thế này thì tôi sẽ thiên hướng chờ ở cái vị thế sọt nhiều hơn, tức là sẽ chờ cho cái nhịp này hồi hết đà. Đấy, nếu mà cái điểm sọt đẹp thì có thể sẽ chờ đợi nó lên sát cái đường MA 100 theo khung đồ thị 15 phút, sau đó tạo những cái tín hiệu đảo chiều đấy, giống như giai đoạn trước đây đấy, thì chúng ta có thể canh sọt đấy, thì đâu đó thì chúng ta phải đợi trong phiên ngày mai có tín hiệu ngồi hết đà đấy. Còn còn một cái kịch bản nữa là nó tụt tiếp, thì kể cả khi mà nó tụt tiếp thì chúng ta cũng sẽ chờ một cái nhịp đấy, chúng ta chậm lại một nhịp, chúng ta chờ một cái nhịp nó giằng co quanh cái khu vực đồ thị ngày đây. Đấy, khi nào mà nó biến cái đường MA20 này trở thành ngưỡng kháng cự và xác nhận thêm đường MA5 cắt xuống đường MA20, thì khi đó chúng ta mới tư duy sọt ở quanh cái khu vực khoảng 1212, 1210 để kỳ vọng về những cái ngưỡng sâu hơn, ví dụ như là 1186 hoặc là 1165, 1170. Thì tôi nghĩ rằng là để mà sọt dưới cái khu vực 1210 thì chúng ta nên chờ đợi tín hiệu đường MA5 cắt xuống đường MA20. Còn nếu mà trong thời điểm hiện tại thì tôi sẽ có xu thế chờ đợi cái điểm sọt nếu mà xảy ra nhé. Tất nhiên chúng ta đi giao dịch này chúng ta phải tìm những cái điểm mà nó sát xuất thành công cao, tức là hồi lên và tạo đỉnh ở quanh cái khu vực khoảng 1 2 3, tôi nghĩ là sẽ là khoảng khu vực khoảng 1 2 3 2 cho đến 1 2 3 5. Mà tạo đỉnh thành công ở cái khu vực này đấy, thì chúng ta mới tính sọt, tại vì nó có sẽ có một cái dư địa xuống đấy. Chúng ta nhìn thấy là bây giờ cái vùng hỗ trợ đang mạnh ở khu vực khoảng 1 2 10, thì chúng ta cứ lùi lên khoảng 1 2 15 đấy, thì ít ra là chúng ta có một cái biên độ từ khoảng 1 2 3 5 đến 1 2 15, thì chúng ta tận dụng tốt. Nhưng tất nhiên ở với cái trạng thái yếu dần như hiện tại thì chúng ta canh sọt cao, xác suất sẽ thành công sẽ cao hơn là chúng ta canh ở long thấp. Tại vì khi mà động lực đang yếu như này, kể cả chúng ta long ở cái vị trí thấp, chưa chắc nó đã hồi lên được. Tốt nhất là chúng ta chờ cái khả năng xảy ra ở cái vùng cao, thì chúng ta sọt thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Đấy là giao dịch phái sinh. Đối với những cái cổ phiếu mà đáng chú ý ngày hôm nay thì chắc chắn là trong giai đoạn này là tôi sẽ có thiên hướng phòng thủ. Đấy, thì tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái cổ phiếu có nền giá tích lũy ổn định. Đấy, chúng ta thử xem bây giờ đa số các cái chiến lược theo thống kê xác suất là bắt đầu cũng khó khăn dần rồi. Đấy, chúng ta nhìn thống kê T5 là bắt đầu là cũng âm đúng không? Âm trong vòng T5, T10 thì cũng bắt đầu là tạo đỉnh xác suất. Xác suất bình quân đang là 85%, nhưng cách đây 10 phiên khuyến nghị 23 mã xác suất lãi chỉ khoảng 56%, tức là bắt đầu là chúng ta kiếm được những cái mã sinh lợi bắt đầu khó hơn đấy, và tỷ suất sinh lời trước đây có những lúc lên đến 12,6% trong vòng 2 tuần thì bây giờ chỉ còn khoảng 1,2%, càng ngày càng khó đấy. Như vậy chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái tỷ trọng tham gia đấy. Còn nhóm cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta có hai nhóm, đầu tiên là cái nhóm mà có nền giá tích lũy ổn định, thì ngày hôm nay chúng ta có thể có ba mã đấy. Đầu tiên là Lộc Trời, chúng ta sẽ xem từng mã xem có mã nào. Tất nhiên ở cái phân khúc này tôi vẫn phải mở ngoặc với anh chị là ở cái phân khúc này chúng ta tìm kiếm cái điểm mua để đánh ngược thị trường là khó khăn, nên trừ phi là chúng ta không có cổ phiếu mà chúng ta muốn tham gia một cái tỷ trọng nhỏ 15-20% thì mới tham gia. Còn nếu mà không, chúng ta muốn đợi cái bối cảnh dễ kiếm tiền hơn thì có thể chúng ta đợi qua cái nhịp điều chỉnh này. Cái đầu tiên Lộc Trời. Lộc Trời thì xu hướng giá ổn, xong thời gian tích lũy, xu hướng giá ổn, xu hướng động lượng ổn. Đấy, nếu mà thích đánh ngược thị trường thì cổ phiếu này có thể canh mua ở quanh cái khu vực khoảng 38.4. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta có thể để theo đường MA20 bây giờ khoảng khu vực 37.2. Đấy, và kỳ vọng gần thì tôi nghĩ là cũng đừng nên kỳ vọng xa quá. Đấy, bây giờ có kỳ vọng cũng chỉ lên đến cái khu vực mục tiêu 42.4 thôi. Đấy, động lượng tích cực, xu hướng giá tích cực và có một giai đoạn tích lũy tốt. Ngành nghề thì cũng đang được hưởng lợi, trong đây sức mạnh ngành đang ở nhóm A. Gần đây thì nhóm nông nghiệp lương thực cũng đang được hưởng lợi từ cái dòng tiền đầu cơ rất là lớn. Vietcombank. Vietcombank thì có vùng tích lũy, xu hướng giá thì ổn nhưng xu hướng động lượng thì lại đang yếu dần. Chúng ta thấy là đường màu xanh lại tiếp tục cắt đường màu cam và tạo hai cái đỉnh, đường đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Như vậy có thể chưa chắc cổ phiếu đã giữ được đường máy 10. Như vậy khu vực này thì tạm thời chúng ta chưa canh mua. ACB.
ACB động lượng cũng đang giảm dần, cổ phiếu thì có vùng tích lũy rồi, xu hướng giá thì cũng ổn nhưng động lượng giảm dần như này thì có thể sẽ cần tích lũy thêm đấy, hoặc là điều chỉnh, thì chúng ta cứ kiên nhẫn thêm. Bối cảnh này chúng ta không cần vội. Như vậy trong ba cái cổ phiếu trong chiến lược nền giá tích lũy ổn định đấy, thì chúng ta lưu ý mỗi cái trường hợp lọc chờ đấy, và tỷ trọng nhỏ đấy. Một nhóm nữa mà tôi nghĩ là cũng có thể quan sát. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy là thị trường chung này, nhìn vào cái nhóm VN30 chúng ta thấy là thị trường chung cái động lực tôi nghĩ là thị trường chung đến từ nhóm chứng khoán đấy, với những cái kỳ vọng là có thể là thị trường chung điều chỉnh xong để đi lên tiếp, có thể rất có thể nhóm chứng khoán với những câu chuyện tăng vốn rồi là thanh khoản thị trường tăng rồi là nâng hạng thị trường cũng đang rất là nóng đấy, và nhóm này tôi thấy ngày hôm nay vẫn khỏe, thì chúng ta cũng có một số các cái cổ phiếu đấy, và cái nhóm ngành này chúng ta thấy là nhóm ngành chứng khoán đang là cổ phiếu có nhóm ngành A đấy, cùng với cả nhóm thực phẩm nông nghiệp lộc trời, thì chúng ta thử quan tâm một số các cái cổ phiếu khỏe đấy, trong chiến lược đà tăng mạnh có ngành dẫn dắt để xem là liệu nhóm chứng khoán có cái điểm mua hay không đấy. Đầu tiên là VND, VND ngày hôm nay cũng khỏe đấy, với câu chuyện tăng vốn đó, thì về xu hướng giá thì tôi thấy khỏe nhưng cái vùng tích lũy thì hơi ngắn và động lượng lại đang giảm dần, nên thực ra là nếu mà có sẵn cổ phiếu thì giữ tiếp để chờ cái vùng mục tiêu khoảng 27 đấy, nhưng còn nếu mua mới thì tôi hơi e ngại cái rủi ro T2.5 đấy, bởi vì là động lượng đang giảm dần, chúng ta thấy mấy lần rồi đúng không đấy, khi mà động lượng đang giảm dần thì để mà chúng ta mua trong một bối cảnh thị trường tốt đã khó khó thành công, mà trong bối cảnh thị trường như này tôi nghĩ là cái xác suất để mà quản trị rủi ro T2.5 khó, nên nói chung là cổ phiếu VND tôi đang thấy là không có cái điểm mua mới đẹp đấy. Tất nhiên là thích mua thì chúng ta cứ mua thôi, nhưng rõ ràng là cái việc quản trị rủi ro trong giai đoạn này thì do chúng ta đề cao, nên tôi nghĩ là chúng ta có thể chậm lại một nhịp đấy, cũng chưa nên vội vàng, tại vì thực ra cũng với mô hình này thì cũng chỉ có khoảng độ 20% là có thể chạy mạnh được lên cái vùng 27 thôi đấy, và nếu mà chúng ta mua mới với một cái xác suất thấp như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta có thể chờ với nhịp khác. Để xem có cổ phiếu chứng khoán nào có điểm mua không. VCI thì ngày hôm nay so với VND thì nó không khỏe bằng đấy, và chúng ta đấy là không khỏe bằng rồi động lượng yếu dần đấy, chắc là chúng ta cũng chờ tích lũy đấy, khi động lượng yếu dần này có thể nó sẽ cần điều chỉnh đấy, có thể điều chỉnh về khu vực đường 20, khu vực 44.7 đấy, hoặc là nếu không giữ được thì có thể điều chỉnh về đường 100, khu vực khoảng 39.2 đấy, thì chúng ta cứ kiên nhẫn chúng ta chờ thêm, khi nào động lượng cải thiện thì chúng ta mới tính. Như vậy là cổ phiếu chứng khoán thứ hai cũng không có điểm mua. HCM, cổ phiếu thứ ba HCM sao đây. HCM thì xu hướng giá cũng giống như VND thì ổn đấy, so với cả VCI thì khỏe hơn đấy, nhưng mà tích lũy cũng ngắn và động lượng cũng đang giảm dần, nên cái điểm mua ở đây thì cái độ tin cậy cũng cao, cái dư địa tăng ngắn hạn thì so với VND thì cũng không bằng đấy, nó có cản ngay vùng 36 đây đấy, thì bây giờ giá cũng sát 35 rồi, như vậy thôi chúng ta chờ một cái nhịp khác đấy, tích lũy thêm đấy, hoặc là điều chỉnh thêm đấy, động lượng cải thiện thì khi đấy chúng ta tính điểm mua. Một cổ phiếu nữa là cổ phiếu VDS. VDS thì chúng ta thấy là so với cả những cái cổ phiếu trên còn yếu hơn đấy, và động lượng cũng đang giảm dần đấy, cổ phiếu này cái vùng tích lũy cũng cũng không không phải là quá dài đấy, và động lượng đang giảm dần thì có thể nó cần tích lũy thêm đấy, hoặc là điều chỉnh thêm đấy, chúng ta cũng chưa cần vội. Một cổ phiếu nữa là cổ phiếu đầu ngành chứng khoán SSI, thì chúng ta thấy là cũng tích lũy ngắn đấy, câu chuyện đây vùng mục tiêu cũng sát đây rồi, vùng 376 đấy, và động lượng cũng đang giảm dần đấy, như vậy là rõ ràng là bây giờ chúng ta nhìn thấy là nhóm chứng khoán mặc dù rất là khỏe nhưng chúng ta cũng rất khó thiết kế cái điểm mua nhóm chứng khoán. Vậy từ nãy giờ chỉ có mỗi nhóm nông nghiệp thôi, chúng ta thử rà soát thêm một số các cái cổ phiếu khác ở trong cái nhóm ngành dẫn dắt này, xem có cái ngành nào, ngành dầu khí. Ngành dầu khí thì chúng ta thấy có những cái đại diện như là PVD hoặc là Oil, PVS, chúng ta thử xem là có cổ phiếu nào có điểm mua không. PVS động lượng thì ổn, xu hướng giá ổn nhưng giá mục tiêu ngay đây rồi. Đấy, và chúng ta thấy là bây giờ mục tiêu cũng chỉ kỳ vọng ở khu vực 340.7. Đấy, và chúng ta thấy hôm trước đó gặp 40.7 quay đầu và ngày hôm nay giảm tiếp, như vậy là cái vùng mục tiêu vẫn 40.7 và bây giờ giá nó cũng sát rồi, trừ phi điều chỉnh nhúng về phía dưới đấy, về những cái ngưỡng hỗ trợ đường 20 thì điểm mua nó mới bỏ công đấy, bỏ cái có cái biên độ lợi nhuận để kỳ vọng, còn không thì cái vùng này cũng không ra được quyết định. PVD động lượng cũng đảo chiều rồi, sau khi cổ phiếu gặp cái cản
Fibo 1.272 vùng 27 và đảo chiều như thế này thì rõ ràng là chúng ta cũng chưa vội ngay. Đấy, chúng ta nên chờ đợi cái vùng tích lũy có thể nó lùi về quanh đường 20 khu vực 25 đấy, hoặc là đường 30 100 khu vực khoảng 24, thì khi đấy có điểm mua thì chúng ta sẽ canh mua sau. OI thì tôi nghĩ cũng lại động lượng điều chỉnh giảm. Cổ phiếu này có thể sẽ lùi về tích lũy quanh đường 20 khu vực khoảng 10.5, hoặc là lùi về quanh đường 30 trong khu vực khoảng 10. Như vậy là thêm một nhóm ngành nữa cũng rất là khó. Đấy, xác suất thành công cũng rất là khó thành công. Nhóm cao su vừa là bất động sản khu công nghiệp, vừa là cao su có GVR, có DPR. Thì chúng ta thử nhìn nghía qua xem có được cái cơ hội gì không. GVR động lượng cũng đang giảm dần. Đấy, đồng ý cũng khỏe đấy. So với các cổ phiếu cũng khỏe, vẫn giữ được đường 35, giữ được đường 20, nhưng động lượng đang yếu dần thì có thể cổ phiếu cần tích lũy thêm. Hay chúng ta cứ kiên nhẫn chờ thêm. Đấy, chờ thêm nó tích lũy thêm, có thể là tích lũy lấy đà. Rất có thể nó sẽ có cái nhịp tăng, nhưng chúng ta cứ chờ tín hiệu động lượng đảo chiều, lúc này chưa cần vội. Đấy, nhưng cũng có thể ghi nhớ cổ phiếu GVR này là một cổ phiếu cũng thuộc loại khỏe. DPR thì động lượng cũng đang giảm dần. Như vậy cổ phiếu cũng sẽ cần là tích lũy thêm hoặc là điều chỉnh thêm. Đấy, chúng ta chưa cần vội. Nói chung rõ ràng là thị trường cũng đang chỉ ra cho chúng ta cả những cái cổ phiếu có ngành dẫn dắt, là những cái cổ phiếu đang cả cái ngành nghề đang được hưởng lợi và đang hút được cái dòng tiền rất là tốt, nhưng cũng rất là khó để có thể xây dựng được những cái điểm mua vừa có độ tin cậy cao, tức là vừa có khả năng sinh lợi lại vừa quản trị rủi ro, chúng ta đấy đang gặp khó. Thử đi thêm một số các cổ phiếu khác, ví dụ như công nghệ thông tin, có nhóm như là trường hợp FPT. FPT xem có cái điểm mua không. FPT động lượng cũng đang giảm dần. Đấy, và như vậy động lượng đang giảm dần, cổ phiếu sẽ cần tích lũy thêm hoặc điều chỉnh thêm thôi, chúng ta chưa cần vội. Tiếp nữa là trường hợp FPT rồi DCM. Trường hợp cuối cùng là trường hợp DCM, xem DCM có điểm mua không. DCM cũng động lượng giảm dần. Đấy, và như vậy là cổ phiếu cần tích lũy thêm hoặc điều chỉnh thêm. Như vậy là rõ ràng là chúng ta xem từ nãy giờ, nếu mà có một cái cổ phiếu trong cả một dàn cổ phiếu như vậy đi ngược thị trường hưởng lợi từ ngành nghề ấy, như cổ phiếu Lộc Trời, chúng ta thấy là cũng trong cái đà tăng mạnh có ngành dẫn dắt đây ấy, thì chúng ta thấy có mỗi Lộc Trời. Còn lại tức là bản thân chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy là cả như vậy là xác suất thành công trong tương lai về ngắn hạn cũng bắt đầu đang khó khăn dần ấy, thì chúng ta phải cân nhắc thôi. Có thể chúng ta thấy khó quá, chúng ta để chờ thêm một nhịp thị trường điều chỉnh hết đà, đồng ý là xu hướng trung hạn tốt, nhưng biết đâu đây chúng ta lại có được những cái mức chiết khấu tốt hơn để mà chúng ta mua vào thì sao. Đấy, chúng ta cứ kiên nhẫn thêm. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy là cũng muốn đánh ngược, tại vì thực ra khi thị trường yếu thì vẫn sẽ có những cái nhóm cổ phiếu đánh ngược thị trường được. Đấy, ví dụ như Lộc Trời có thể đánh ngược thị trường, nhưng chúng ta nên điều chỉnh cái tỷ trọng để làm sao quản trị được rủi ro trong giai đoạn hiện tại. Giai đoạn hiện tại là giai đoạn chúng ta lại phải quay sang giữ tiền rồi. Đấy, không phải là giai đoạn bối cảnh hợp lý nữa để chúng ta tư duy kiếm tiền. Đó, thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi tôi sẽ hỗ trợ được cho anh chị và bạn trong quá trình ra quyết định. Nếu mọi người vẫn gặp khó khăn, có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên dịch chúng tôi. Đấy, ngoài ra nếu các anh chị và bạn thấy video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu Tư Từ Đầu.